Những năm trước kia thì dòng sản phẩm robot hút bụi tự động đổ rác là một sản phẩm cực kỳ là xa xỉ. Thực sự là một với những khách hàng nào yêu trải nghiệm thì mọi người mới có thể bỏ ra mức giá là trên 10 triệu để sử dụng cái dòng sản phẩm robot hút bụi tự động đổ rác. Nhưng mà cái thời kỳ đấy là chỉ có những cái hãng nổi tiếng như là Xiaomi hay là Ecovac thì mới có dòng sản phẩm là robot hút bụi tự động đổ rác thôi. Nhưng mới với thời điểm hiện tại như bây giờ, mình xin giới thiệu mọi người là với tầm giá dưới 10 triệu là mọi người đã sử dụng một con máy robot hút bụi tự động đổ rác mà đến từ thương hiệu Leabot. Thì hôm nay mình sẽ đưa ra những lời khuyên là tại sao với mức giá tầm dưới 8 triệu thôi mọi người đã sử dụng một con robot hút bụi tự động đổ rác rất là hiệu quả, trong khi đó mọi người đã sử dụng một cái công nghệ là lực hút lên tới 2007 và thời lượng pin là 5002, công nghệ tự động hút rác tự động. Như đây là robot hút bụi Leabot L29 thì phiên bản có phiên bản màu trắng và phiên bản màu đen, mọi người có thể lựa chọn. Thì theo như mình đánh giá sơ bộ qua thì dòng sản phẩm này thì nó cũng đã sử dụng rất là nhiều công nghệ mới như công nghệ LDS, công nghệ tích hợp vẽ sơ đồ nhà, công nghệ lau đó, công nghệ lau này sẽ là chỉ là lau thường thôi. Và điểm chú ý tiếp đó là nó sở hữu một cái lực hút là lên tới 2007 và thời lượng pin là 5002. Thì như mọi người đã để ý thì với những dòng sản phẩm pin 5002 thì nó phù hợp với diện tích nhà thì khoảng 200 đến 250 m², còn nhà diện tích mọi người nhỏ thì vẫn sử dụng được bình thường đấy. Thì có điểm nổi bật của nó là nó có một cái khay đựng rác như thế này, thì khi mà robot vừa làm việc về xong ấy thì nó sẽ tự động nó hút rác lên một cái túi rác rất là to đấy. Thể tích của túi này nó rơi vào khoảng 3 lít đấy. Thì khi mà trong quá trình sử dụng xong thì một thời gian thì cái túi này nó sẽ đầy, thì mọi người có thể thay thế bằng đổ, mang cái này đổ đi mà thay thế bằng cái túi rác khác. Thì về máy thì mình đánh giá sơ bộ qua máy thì giống như các dòng sản phẩm robot hút bụi trên thị trường hiện tại, nhưng điểm đặc biệt của nó là hiện tại nó có cái phần mềm bằng tiếng Việt và giọng nói bằng tiếng Việt đấy. Thì đối với lại những khách hàng mà khá là cao tuổi ấy, thì mọi người là khi sử dụng robot thì có những dòng sản phẩm nó sẽ nói bằng tiếng Anh, hay là có những dòng sản phẩm hàng nội địa Trung Quốc đấy, hàng trôi nổi trên thị trường thì nó chỉ nói tiếng Trung Quốc thôi, thì đâm ra là đôi khi là nó có thể là bị kẹt ở đâu. Ví dụ nó có thể là như con này thì nó có thể là nó kẹt ở cái chỗ giữa này, hay là bánh xe nó sẽ quấn lại cái gì bên trong thì nó sẽ bị kẹt đấy. Thì nó những con như thế này thì nó sẽ phát hiện ra cái giọng nói đấy, nó phát ra một cái giọng nói, phát ra cái giọng nói thì mọi người có thể là để biết là khu vực nào nó đang bị kẹt đấy. Hay là có những hay hơn nữa là như cái LDS này đấy, LDS này là cái mà để quét sơ đồ nhà đấy, nó sẽ vẽ là một cái bản đồ trên ngôi nhà của mọi người. Thì những dòng sản phẩm này nó chẳng may là khi mà bụi nó có thể bay vào trong cái LDS này thì nó có thể bụi, và thay vì là mọi người là không biết là nó đang bị hỏng cái gì trong này, thì có những con này nó sẽ hiển thị trên phần mềm, nó sẽ thông báo trên phần mềm cho mọi người biết là cái củ LDS này đang bị bẩn hay là không quay. Mọi người để ý nhé, khi trong quá trình sử dụng, một là mọi người thì quan sát trực tiếp trên cái máy robot này là củ LDS này nó không quay, thì mọi người có thể để ý là nó đang bị bẩn hoặc nó đang gặp vấn đề gì trong quá trình sử dụng rồi. Hay là mọi người ở xa, mọi người điều khiển trên phần mềm, mọi người không biết ở nhà nó đang làm việc hay không, thì mọi người có thể theo dõi trên phần mềm là nó đang làm việc hay không, hoặc là nó đang bị cái lỗi như thế nào, nó sẽ thông báo trực tiếp trên phần mềm cho mọi người để mọi người tìm hiểu, để mọi người có thể biết là máy đang gặp tình trạng bị lỗi đó. Con này nó là như vậy. Còn những con như thế này thì nó sẽ được tích hợp lau và hút đồng thời trên cùng một hộp. Thì theo như mình đánh giá thì trước đấy thì mình cũng có bảo một số bài rồi ấy, thì những con như thế này thì mọi người khi mọi người chú ý sử dụng là đổ nước ấy như thế này vào, thì mọi người tránh đổ nước nó rơi ra cái khay bụi của nó. Khay bụi thì nó sẽ nằm dưới này, thì mọi người cứ khi mà mọi người đổ rác thì mọi người phải mở cái nắp này ra đấy, mở cái nắp này ra. Khi mà đổ nước vào thì mọi người chú ý là nước nó sẽ dựa ở trong này, mà mọi người chú ý là không để cho nước nó dơ ra khỏi ngoài cái chỗ nó lọc bụi này đấy. Khi mà lọc bụi là nó bị dơ ấy, thì nó sẽ bị bẩn
bẩn xung quanh. Bẩn xung quanh thì mọi người rất là khó vệ sinh. Ví dụ như con khác thì nó sẽ bị tách, được tách rời cái hộp bụi là vào hộp nau ra ngoài riêng. Nhưng con này thì điểm yếu của nó là nó sẽ là tích hợp luôn đồng thời. Đấy, tích hợp luôn đồng thời thì mọi người chú ý là mình, mọi người không để nước sơ ra ngoài sàn này. Đấy, thì với công nghệ nau hiện tại của robot thì nó sẽ là chỉ là đi ngang qua cái bề mặt của sàn nhà thôi, và nó sẽ làm sạch được tất cả những cái vết chân hay là một cái vết mà nó mờ mờ ở trên nền nhà, nói chung là khá là sạch. Thì với cái thời điểm hiện tại, với cái công nghệ như thế này và cái tầm giá tiền như thế này, để sở hữu một cái công nghệ mà tự động hút rác này, có lau hút đồng thời này, sử dụng công nghệ LAS là lực hút lên tới là 2007, thời lượng pin là 5002, thì với những sản phẩm như thế này thì nó rất là phù hợp trong từng phân khúc. Đấy, khi mà robot mà nó, mọi người để ý thêm một chút nữa thì nó cũng đang sử dụng một công nghệ chổi giữa rất là nhiều lông, và thứ hai là cái độ đàn hồi của chổi rất là tốt, thì nó sẽ giúp cho robot là trong quá trình làm việc sẽ đẩy được tất cả những cái bụi cứng đầu đó, quấn được rất là nhiều tóc hay nhiều lông thú cưng đó. Thì mọi người cũng hỏi mình là thế tại sao con này nó chỉ có một cái chổi cạnh như thế này thôi, bởi vì là mọi người biết rồi đấy, chổi cạnh thì nó sẽ đi đúng cái tên của nó là cạnh đúng không, nó sẽ đi vào tất cả ngóc ngách cạnh đấy, nó sẽ quấn đẩy tất cả cái bụi ở trong góc có khó nhất này của những cái cạnh ra để nó hút vào trong cái chổi này đấy, chổi sữa này. Thì hầu như là khi mọi người để ý quá trình robot làm việc ấy, thì robot nó sẽ đi theo ven tường đúng không, đi theo bên ven tường đầu tiên, nó sẽ làm sạch tất cả các góc cách cạnh đấy, thì là cái cạnh này thì nó sẽ đẩy tất cả cái bụi mịn từ cái chổi bên này vào bên trong cái chổi giữa. Thì thực sự là hai chổi thì nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn một chút, nhưng mà với một chổi đúng không, một chổi thì nó sẽ không ảnh hưởng đến quá nhiều hiệu suất của con robot đó, nó vẫn hút sạch và lau sạch đó. Quan trọng là cái chổi giữa này của robot nó làm việc hiệu quả, còn chổi cạnh này nó chỉ có nhiệm vụ là nó sẽ đẩy tất cả các một vật bụi vào bên trong cái chổi giữa này thôi, và quan trọng là lực hút của robot, và quan trọng cái chổi động cơ của chổi giữa này nó hiệu quả. Đấy, thì mọi người đừng để ý là một chổi cạnh nó sẽ kém hiệu quả hơn so với hai chổi cạnh, đấy cái điều đó là không phải. Một cái điểm mà lưu ý thứ hai là khi mà trong quá trình sử dụng robot ấy, thì cái này LDS của robot nó chưa được bọc cứng, thì là đôi khi là có thể là bụi mịn bay vào thì nó gây ra hiện tượng là bị kẹt cái laser LDS này. Thì cái lỗi này thì mình cũng không gặp quá là nhiều đâu, khá là ít. Thì thường khi mà gặp trong những trường hợp đấy thì mọi người có thể tháo ra, dùng cái sấy tóc, mọi người sấy cái con robot này, sấy bên trong này để cho nó bay cái bụi mịn. Hay là cái dây Cura của nó có thể nó bị lỏng lẻo, thì mọi người có thể lấy cho tay vào đây, mọi người ấn xoay vòng thì nó sẽ quay lại cái nào vòng dây Cura bên trong. Thì với hiện tại thì trong phân khúc như thế này thì con này khá là hiệu quả rồi, thì mọi người có thể cân nhắc với tầm tiền dưới 8 triệu để sử dụng một công nghệ là tự động hút rác này, lực hút 2007 này, thời lượng pin là 5002, có công nghệ lau, nói chung là có đổi đầy đủ tất cả các tính năng của những dòng robot tầm trung hiện tại so với trên thị trường là như vậy. Thì nếu mà mọi người cảm thấy là nó có thể hợp lý với giá tiền mình bỏ ra, và thứ hai là cái phân khúc mình lựa chọn nó là phân khúc tầm dưới 8 triệu để sử dụng những công nghệ tự động hút rác như này, thì L2Life Plus nó sẽ là một lựa chọn khá là phù hợp cho mọi người. Thì trên đây mình đã giới thiệu mọi người về cái dòng sản phẩm L2Life Plus này. Nếu mọi người có câu hỏi và thắc mắc như thế nào, mọi người hãy comment lại, mình sẽ giải đáp chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại.